Chào cả nhà đã đến với kênh Mẹ Mình Tập Lục. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái clip ngắn thôi về cái công việc là giặt gấu nha các bạn. Mình hãy xem như thế nào nhé. Tiệm giặt ủi của mình thì ngoài giặt quần áo, chăn ra, mền, rồi topper, rồi hấp các loại áo vest, áo dài các cái, thì mình cũng xử lý luôn mấy chú gấu nha, mấy chú gấu Misa của mình. Rồi các bạn nhìn cái ruột gấu đây. Đó, thành ra bây giờ mà đi mà mua gấu thì các bạn cũng nên chọn cửa hàng ok chút nha. Chứ mình nhìn thấy cái ruột là mình cũng khủng hoảng lắm. Ngoài cái việc mà giặt sạch cái áo ở bên ngoài rồi thì mình cũng phải xử lý cái ruột giùm cho khách hàng luôn. Chắc chắn là sẽ có bốc mùi rất là ghê. Tại vì cũng đã để lâu rồi các bạn ha. Cả 5 hay 5 trời mới đem đi giặt một lần. Các bạn xem tiếp nha. Và em ấy sau khi tắm gội sạch sẽ, cắt uống nhuộm gì đó, mình tính giá nhẹ nhàng các bạn 30.000 cho khách hàng các bạn ha, và bọc báo kiến lại. Ôi các bạn nào khu vực Gò Vấp hoặc là vòng quanh gì đó có nhu cầu tắm gội cho các chú gấu Misa thân yêu thì đem đến tiệm giặt ủi Bá Hỷ nha, 248 Phạm Ngũ Lão, phường 7, Gò Vấp. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.